Xin chào các bạn, hôm nay Sóng Tình Yêu GB sẽ cùng đến với các bạn trong một phần tư vấn dành cho nữ thân chủ là người vợ. Người phụ nữ này đã từng có một lần tư vấn với tôi cách đây khoảng 7-8 tháng. Thì cô mới nhắc lại cái nội dung mà cô đã từng tư vấn, thì tôi nhớ và tôi hôm nay sẽ cùng chia sẻ với cô về cái điều như sau. Thực ra là vẫn có những vị khách hàng của tôi tìm đến và bị cái vấn đề giống như cổ, tức là hoàn cảnh sống của mỗi người khác nhau, trình độ của mỗi người khác nhau, cái môi trường và cách cư xử của mỗi người đàn bà và người đàn ông trong câu chuyện ngoại tình đều không giống nhau. Nhưng mà họ, những người vợ đều bị sốc ở một cái điểm là thấy chồng của mình có vẻ như chat xét với người thứ ba, hoặc là chồng của họ trong điện thoại có đầy những cái lờ, những cờ him của những người đàn bà khác gửi đến đầy vào trong điện thoại. Có những người vợ nhìn thấy cái cảnh mà một người phụ nữ cứ luôn nói là tôi là bạn của anh, chúng tôi không có gì hết, chúng tôi chỉ là những người giúp đỡ nhau, là anh em nuôi, vân 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 vân, rồi cuối cùng thấy một đống cờ him của người đàn bà gọi là mang tên người thứ ba cho chồng mình xem. Đó, cái điều này khiến cho người vợ sốc. Thì cái tâm lý mà bị sốc như vậy làm cho người vợ cảm thấy đau khổ, làm cho người vợ cảm thấy rụng rời. Nhưng mà tôi cũng xin chia sẻ với các chị, khi mà các chị rơi vào trong cái tình huống như thế này á, thì chị đã biết là chồng của chị có người thứ ba. Vậy tôi hỏi các chị là, ủa cái chuyện mà người ta có một cái mối tình bên ngoài sau lưng chị á, là người ta yêu nhau chay hay sao? Khi mà những ông lão bà già ở cái tuổi, tôi gọi là ông lão bà già vì sao? 45, 55, 60 tuổi vẫn còn đang như một đứa con nít, đang chơi và nghịch những cái trò cờ him đó. Rồi một đám lờ gửi qua cho người này người kia xem. Thì tôi thấy ở đây là cái hình thức mà có thể nói là trong cái nghiệp chướng của tà dâm, trong cái sự dâm loạn, nó làm cho con người ta bị như thế. Nó làm cho người ta thích xem những cái loại phim xấu, những cái gọi là phim người lớn, hoặc là gọi là cái phim con heo, phim con nhợn, con lợn đó. Thế nên á, là khi một số người vợ nhìn thấy những cái cảnh mà những cái lờ đầy lông lá gửi qua, thì người vợ khiếp đảm. Tại vì người vợ đó thuộc cái tuýp người truyền thống. Từ trước giờ người vợ đó chưa bao giờ làm cái điều này. Người vợ đó hoàn toàn chung thủy, nên người vợ đó nhìn cái cảnh đó là khiếp lắm, ghê lắm, cảm thấy rụng rời, không tin được. Giống hệt như người đàn bà lần đầu tiên xem VSET vậy đó. Là người đàn bà đó có một cái sự chấn động rất là mạnh, cảm thấy nó kinh tởm quá đi, cảm thấy nó ghê quá đi. Nhưng mà bản chất cuộc sống nó vẫn diễn ra hàng ngày, là có những cái sự việc như thế. Và cái hành động tại sao người ta như vậy, thì chị cũng đã nhiều lần bắt gặp chồng của chị khỏa thân ở trong phòng. Chị đi vào chị thấy, thì anh ta luống cuống và anh ta nói là anh ta đang đi tìm đồ. Nhưng mà nhiều lần bắt gặp như vậy, chị quay lại sau 30 phút chị vẫn thấy người đàn ông nó trần như nhộng. Tìm cái gì mà quần lót hay là tìm đồ gì đến mức lâu như thế, thì có phải là anh ta đang chát xét hay không? Bây giờ hỏi chị cái vấn đề tình dục với chị và anh ta như thế nào, chị nói vẫn có, nhưng mà anh ta không thỏa mãn với chị. Chị hiểu không? Anh ta không có cảm xúc với chị. Vì chị là vợ nên anh ta phải giống hình như nghĩa vụ trả bài. Có một số người vợ khi mà biết là chồng mình có người thứ ba, họ rất là tự trọng, họ không muốn quan hệ tình dục với người đàn ông đó nữa. Thứ nhất là họ sợ bệnh, cái thứ hai là họ không còn có thể có như tiếp nhận người đàn ông đó như một cách thuần túy của tình yêu họ có thể chấp nhận được. Có những người ta khó tính, có những người ta một là chấp nhận có, hai là không, chứ họ không có thể nào mà lờ đờ nước đục nước trong đó. Và họ nhận ra là chồng của họ không còn yêu họ nữa. Họ không phải đánh mất một ông chồng không hồn không xác, mà họ đánh mất đi người đàn ông đã từng yêu họ. Các chị hiểu cái điều này không? Một cái giá trị vô hình, chứ không phải là cái cuộc giành thắng thua ở một người đàn ông với một người thứ ba. Có những người vợ suy nghĩ như vậy mà đanh thép, mà cứng ngắc với cái mối quan hệ vợ chồng, thì tôi thấy cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà một ông chồng mà ông đi lăng nhăng với rất là nhiều người phụ nữ thì cũng không biết được là có bị bệnh hay không. Như mà trong những video tôi nói đó, có người bị HIV nhưng mà vẫn đi làm việc, bởi vì không có cách nào kiếm sống.
đi làm mướn công nhân thì không có bằng cấp, không có kỹ năng, không làm được việc. Thế nên là vẫn phải chọn cái nghề đó để mà nuôi mình, rồi nuôi con mình hoặc là sinh hoạt, thì rất là đáng thương các bạn nhé. Tôi thấy trong tất cả những cái nghề, những cái ngành, người phụ nữ phải bán thân mình để mà trang trải cuộc sống, trong một cái góc độ nào đó, nhân tâm con người vẫn là một cái điều gì đó thương xót cho số phận của những người đó. Mặc dù nghiệp chướng của họ tạo ra rất là nhiều, nhưng mà ở một góc độ nào đó chúng ta cũng có một cái sự thương xót với họ, đúng không? Cũng là một thân phụ nữ, có ai muốn mình trở thành người như vậy không? Thế nên là người phụ nữ khi còn trẻ phải trang bị cho mình những cái kiến thức, phải cho mình đi học một cái nghề. Mình không học chữ rồi thì mình học một cái nghề để mình có thể nuôi sống được bản thân mình và không đẩy mình vào những cái tình huống gọi là đưa mình vào những cái con đường oan nghiệt và nhiều đau khổ về sau. Đó. Đừng có nghĩ rằng lấy được người chồng giàu là chỗ dựa. Có nhiều người đàn bà lấy chồng chẳng làm gì hết, rồi cuối đời tay trắng bị chồng bỏ, rồi không làm gì được. Trong tình huống này, chị đặt ra cái câu hỏi cho tôi là làm sao để chị bớt đau khổ. Chị nói trước đây tôi đã từng làm cho chị một cái video thắng để làm gì, để mà thua thì không nên thắng. Thắng mà để thua thì không nên thắng làm gì. Chị nói là xem video đó, xem đi xem lại rất nhiều lần. Vì cái trường hợp đó là tư vấn dành riêng cho chị, thì chị đã nhẹ lòng được khoảng gần năm nay. Nhưng mới gần đây chị phát hiện ra cái chuyện này, chị cảm thấy rất đau lòng. Và chị bắt đầu chú ý đến thân thể của chồng chị, là có những vết cào, vết xước mà ở những cái vị trí mà anh ta không gãi đến được. Cái này mình cũng không biết được đâu chị nhé. Nhiều khi mình ngồi mình dựa, hoặc mình đeo cái túi xách, hoặc là mình ngồi xe hơi nó bị cứng, hoặc là nhiều khi trong cái lúc mà người ta gãi ngứa thì vẫn có thể là người ta vẫn cào tới được ha. Nên chị cũng bớt chú ý đến cái chuyện này đi. Chị nói rằng nó đập vào mắt của chị đừng có nhìn về anh ta quá nhiều, chị quan sát chồng của chị quá nhiều, chị đang rơi vào tình trạng ghen tuông đấy. Một năm nay tâm trí của chị được an yên thông qua những video của Sóng Tình Yêu GB thì em rất là cảm ơn. Vấn đề chính yếu là chị phải nên bớt yêu chồng đi. Nếu mà chị nói rằng chị không thể nào mà không tập trung vào chồng chị được, vậy thì chị hãy tìm cái cách phân tán lực tư tưởng của chị đi. Ví dụ như cái thời gian đó ông thường hay nhắn tin cho một ai đó, thì chị nên sang một chỗ khác. Chị đi nấu ăn, chị bớt chú ý đến chồng đi. Chị bớt nhìn vào mặt anh ta, chị bớt nhìn vào thân thể của anh ta, chị bớt quan sát quần lót của anh ta, chị bớt quan sát tất cả mọi thứ về anh ta. Chị đừng có tập trung tất cả mọi trí óc, tâm trí của chị vào người đàn ông đó. Nói ra cũng thật là khó, bởi vì sao? Chị là người phụ nữ đã về hưu rồi, mà bây giờ không có đi làm việc nữa, thì bao nhiêu tâm sức của chị tập trung vào một ông chồng thôi. Con cái giờ lớn hết rồi, hai vợ chồng ở với nhau, thỉnh thoảng con cháu nó về thôi. Suốt ngày mình cứ đăm đăm nhìn vào ông chồng đó. Xét ở một góc độ nào á, em là người tư vấn nhé, em nói chuyện này ra nhiều chị sẽ cảm thấy rất là nóng tức với em. Nhưng mà bản thân em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Đến một lúc nào đó mình già, mãn dục của người phụ nữ nó sẽ xảy ra. Thì lúc đó ông chồng ông vẫn còn có ham muốn thì sao? Phụ nữ đâu đáp ứng được, ông chồng phải đi ra ngoài ăn thôi. Còn không thì ông sẽ đi tìm một cái cô nhân tình nào đó. Giờ chị làm sao? Chị ghen tuông, chị đi đánh ghen à? Chị đi đánh ghen là chị có làm được cái chuyện đó không? Thế nên là mình phải hiểu rằng mình lực bất tòng tâm. Mình xem ông như người bạn ở chung nhà, ông đối xử với mình tốt, ông đâu có đánh đập chị đâu. Ông là người có ăn học, ông là ông lớn mà ông quen cái người thứ ba kia rất kỹ lưỡng. Phòng làm việc của ông nó như là một khách sạn mini nhỏ vậy đó. Có đầy đủ giường chiếu, có đầy đủ toilet, rồi có đầy đủ hết mọi thứ. Người ta có quan hệ ở đó đi nữa cũng là kín đáo, không có ai đến mà bắt gặp được hết. Thế nên chị nói là cái khả năng mà bắt người thứ ba của ông rất là khó ha. Chị cũng không nên quan tâm đến cái việc chồng mình như thế nữa, bởi vì mình cũng đã lớn tuổi rồi. Đây là một cái cơ duyên cho chị để cho chị tu hành niệm Phật. Đứng ở góc độ nào đó em thấy các chị á, về già lớn tuổi chồng ngoại tình nó hóa ra lại may. May vì sao? May vì các chị bị đau khổ, các chị muốn tìm cái sự giải thoát, các chị mới tìm đến nhà thờ, tìm đến chùa để mà tu hành. Có rất là nhiều người đàn bà lớn tuổi cắp tay nải đi tu, bởi sao? Chán sự đời, ông chồng làm cho khổ mới đi tu, còn sung sướng hạnh phúc quá, không biết chùa, không biết đền thờ là gì chắc chị nhé. Rất là ít người vừa hạnh phúc mà vừa tu hành. Người ta chỉ có rơi vào một cái đường cùng nào đó thì đa phần là sẽ phát khởi một cái tâm, xuất phát một cái tín ngưỡng cho mình. Và cái tín ngưỡng đó nó sẽ mạnh hơn những cái người bình thường khác. Tuy nhiên vẫn có những người, người ta có phước là vừa hạnh phúc mà vừa tu hành, thì cái điều đó là cái phước của họ rồi. Còn bản thân các chị khi mà lớn tuổi,
mình thường xuyên quan tâm quá đến chồng, đặc biệt là khi tuổi già mình cũng không có phải khổ đau, không phải là bôn ba ngoài đời để kiếm miếng ăn hoặc là lo đi làm việc nữa, thì đa phần tâm lý sẽ tập trung vào cái người bạn đời của mình. Mà tập trung vào cái người đàn ông đó thì mình lại quá đau khổ. Vậy thì các chị nên phân tán cái lực lượng tư tưởng của mình ra một cái góc độ khác. Rất là nhiều bộ phim về Phật giáo, về tôn giáo của các anh các chị để mà các anh các chị xem ha. Có rất là nhiều điều thú vị, đẹp đẽ hơn là một người đàn ông sắp đến cái giai đoạn 60 năm cuộc đời nhưng mà vẫn chưa ngộ ra một cái vấn đề là đường ai nấy đi, quan tài ai người đó nằm. Mà mình thì cứ chấp giữ hoài cái người đàn ông đó. Mình đây còn chết nữa huống chi người ta. Có một điều thuộc về chân lý ai cũng biết nhưng không ai làm. Ai cũng lo sống như thế nào, làm việc ra sao, học hành như thế nào, lo cho mình đẹp ra sao, đắp cho thân thể mình đẹp ra sao. Nhưng chẳng ai nghĩ đến cái chuyện là khi mà mình chết, mình sẽ chết như thế nào. Mình không có lo chuẩn bị cho mình cái chết. Mà sắp chết đến nơi rồi, đúng không nào? 60 tuổi rồi, chị sống được 30 năm nữa không? Hay 20 năm nữa? Cho dù chị sống được 20 năm nữa là 80 tuổi, thì chị cũng nên chuẩn bị cho mình một cái hành trình để mà đổi xác. Em nói rõ ràng như vậy, cho dễ hiểu. Cứ suy nghĩ tập trung vào đàn ông, suốt ngày cứ đi mở xem quần lót của anh ta có dính tinh trùng hay không, người quần áo của chồng xem có mùi của đàn bà không, quan sát thân thể của chồng xem có vết cào vết xước ở những cái bộ phận hoặc những nơi mà chồng không thể gãi ngứa được hay không. Nếu mà chị cảm thấy chị quá tập trung vào cái người đàn ông đó vì những vết gãi, vết cào cấu đằng sau lưng đó, thì chị kêu ông mặc áo vào đi, tôi nhìn thấy những cái vết này tôi khó chịu quá đi. Đó, chị nói thẳng như vậy. Còn cái chuyện mà ông cầm điện thoại, ông nhắn tin cho ai đó vào cái khung giờ nào đó thì chị làm sao biết được? Mình không có bằng chứng mà mình cứ nói chuyện như thế, đâm ra mình gây ra hoang tưởng mà người ta lại xem mình như là kẻ bị bệnh. Chị hiểu không? Còn nếu mà chị muốn có bằng chứng, chị muốn thám tử, thế nào cũng ra. Mà ông là ông lớn như vậy, chị bắt cũng khó lắm. Nếu mà chị đi tìm bằng chứng là chị phải ly hôn nha. Chứ chị tìm bằng chứng chẳng lẽ chị sống với ông ta? Chị biết ông ta ngoại tình rồi, bây giờ ông ta ngoại tình sờ sờ công khai lên, chị vẫn sống với ông ta, thì có phải là chị mua nhục vào cho bản thân mình không? Nếu mà mình không thay đổi tình huống, nếu chị còn trẻ, chị có thể làm lại cuộc đời được. Bây giờ chị là bà lão 60 rồi, chị còn gân làm gì nữa? Mình chẳng còn bao nhiêu tuổi xuân, chẳng còn bao nhiêu hơi thở, gọi là sức tàn lực kiệt rồi. Giờ mình cũng phải hiểu chứ. Mình sống như vậy, một cuộc đời ông chồng nhìn vào rất là đẹp, ông đi đâu chơi, ông cũng gọi điện thoại về. Ông thấy chị quá ghen thì ông cũng để cho chị thấy rằng ông chung thủy với chị. Đó, cho dù người thứ ba có làm cùng công ty nữa thì người thứ ba cũng chẳng bao giờ được xuất hiện, cũng chẳng bao giờ được ông trân trọng như chị cả. Chị vẫn cảm thấy tức, bởi vì sao? Tức vì có một ai đó yêu chồng chị. Vậy thì chị có làm được gì không? Không làm gì được thì chị phải tự hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau của mình bằng cách là phân tán tư tưởng của chị vào một cái vấn đề khác. Niệm Phật hàng ngày đi chị, ví dụ như là chị rửa rau chị cũng niệm Phật trong tâm á. Chị rửa chén chị cũng niệm Phật. Chị cứ vùi mình vào trong câu niệm Phật thì chị đâu còn nghĩ đến cái ông chồng đau khổ đó nữa. Một thời gian mà chị huân tập như em nói, quét nhà cũng niệm Phật, chị say đắm trong cái tiếng niệm Phật. Nếu mà chị cảm thấy chị không làm nữa, chị mua cái máy niệm Phật đeo ở trước cổ đi, lúc nào cái tiếng A Di Đà Phật nó cũng nhỏ nhỏ bên tai chị, nó làm cho chị cảm thấy là chị không còn nhớ đến những cái nỗi khổ niềm đau nữa, thì đó là cái cách mà giúp cho chị bớt đau khổ. Chị có nghe người ta nói không? Tu để chuyển nghiệp. Chị có tu đâu nên nghiệp nó vẫn còn nguyên. Chị có tu đâu nên cái sự nghi ngờ của chị nó vẫn còn sống. Chị cũng chẳng có tu đâu, tu không tới. Tu không tới nên chị mới sinh nghi, chị mới không thoát khỏi được khổ đau. Em không có khuyên người đàn bà nào khi có chồng ngoại tình là chấp nhận nhé. Mà tôi á, có một cái cách tư vấn cho các chị là muốn giúp cho các chị thoát khỏi cái sự khổ đau khi mà các chị sống trong khổ đau. Ví dụ như tôi đi ha, có rất là nhiều người đàn bà tìm đến với em tư vấn và hỏi rằng nếu mà trường hợp này xảy ra với cô thì sao. Tôi nói thẳng là cuộc đời của tôi nó y chang vậy. Nếu chồng tôi là người thứ ba, tôi cho chồng tôi đến với người thứ ba và con của tôi đến với người thứ ba mà ở, tôi tác hợp cho họ vậy đó. Có một kiểu duy nhất thôi, nhiều đời chồng tôi cũng làm như thế, tôi là như thế, tôi là cái kiểu như thế đó, và cũng chẳng giận cũng chẳng hận như thế đó. Một là tôi đi lấy chồng khác, hai là tôi đi tu, hoặc là tôi đi làm công quả, có thế thôi. Đó, sống vậy cho nó khỏe, đi rình đi làm gì, đi rình rập để đi đánh ghen làm gì. Tôi cũng có cái cuộc đời của tôi chứ, tôi cũng phải sống để vui vẻ chứ. Lúc nào đầu tôi cũng suy nghĩ đến cái người đàn ông tiêu cực đó thì tôi làm sao làm được công việc, đúng không? Tôi phải sống trong cái niềm vui của người vợ chứ. Tại sao mà tôi cứ phải đi xem trọng cái người thứ ba để mà người thứ ba lấy hết đi niềm vui của tôi? Người thứ ba hoặc là người đàn ông xấu là chồng ngoại tình, nó đem hết tất cả những cái nguồn tiêu cực vào trong đầu của tôi.
hai người đó làm tội tình với nhau thì hai người đó tự giải quyết chứ lôi tôi vào làm gì. Cho dù người thứ ba có kiếm tôi nữa, nói tôi không phải, cái chuyện này không phải của tôi. Lúc hai người sung sướng yêu thương nhau thì đâu có kiếm tôi, giờ kiếm tôi làm chi, tôi không có liên quan, đây là chuyện của hai người tự giải quyết đó. Đó là cách cư xử của em ha. Còn nếu mà em lớn tuổi, khi mà em lớn tuổi mà em không có thể đáp ứng được cái nhu cầu mong muốn của người bạn đời, chính em đề nghị chồng em luôn là thôi bây giờ tôi á, là bây giờ tôi hết xí quách rồi, tôi giờ tôi đuối rồi, tôi lụi rồi, tôi sụi rồi, tôi liệt rồi, giờ anh có tìm ai đó chia sẻ thì anh cứ đi tìm, anh có nhân tình nhân ngãi gì cứ đi tìm, nếu mà người ta có cần chút tiền thì anh cũng cho, tại vì cũng đâu có ai làm công không, đúng không? Mình sống là có qua có lại mới toại lòng nhau, bánh ít cho đi bánh quy mới lại, cái lẽ đời nó là như thế. Tôi cũng chẳng có cái cảm giác là chồng tôi lấy tiền của tôi đi cho ai, tại vì cho ai nữa người đó cũng xứng đáng. Trời ơi, người ta cũng phải có cái gì đó người ta mới nhận được cái gì chứ, đúng không? Người ta cũng bỏ công sức ra người ta làm thì người ta mới được chứ, đâu phải là người ta ăn không đâu. Thế nên là tôi cũng chẳng có nóng giận về chuyện đó, bởi vì tôi có làm được cái chuyện đó đâu mà tôi hưởng. Thế nên là tôi không có cố chấp vào cái chuyện đó. Ngay tại thời điểm bây giờ em chưa có già, bây giờ em sắp già rồi các chị ha, em sắp móm, em sắp rụng rồi, em sắp lẫn, em sắp liệt rồi đó, thì em cũng chia sẻ với các chị một cái sự thật rõ ràng ràng như vậy. Nếu mà cuộc đời em như thế thì em cũng như thế, và khi mà em mắc vào những cái căn bệnh ung thư hoặc là em mắc những căn bệnh mà em nan y chỉ có một đường ra đi mà không có đường quay lại, thì em cũng sẽ chia sẻ cho các chị, để chi, để em minh chứng cho các chị thấy rằng cái nghị lực sống trong người người em nó luôn có là như thế. Chứ em không sống tiêu cực, em không có sống bi quan, em không có sống một cách là tức giận, mà em cũng không có trói buộc. Bởi vì đàn ông đi theo hướng của họ, đàn bà đi theo hướng của đàn bà. Mình chết một quan tài, ông chết một quan tài, thằng nào mạnh thằng đó đi. Đó, chết sớm thì làm ma khỏe, chết yếu thì làm ma già. Có thế thôi. Mình suy nghĩ nhiều làm gì? À, bây giờ mình lớn rồi, mình trải đời nhiều rồi, đâu phải mình còn con nít 18 tuổi mà rung động hay là còn khao khát yêu thương nồng cháy, hoặc là mình đã qua hết rồi. Qua hết cái tuổi sôi sùng sục như nước sôi rồi. Giờ mình ở cái giai đoạn đằm thắm, mình là ở giai đoạn ngồi thiền hít thở. Bây giờ cái hơi thở của mình là quan trọng, niềm vui sự bình an trong con người mình là quan trọng. Em chưa già mà em đã nghĩ được như vậy rồi đó. Em không còn cố chấp vào cái chuyện ôi chồng người của tôi, ai nhắn tin cho chồng tôi, rồi chồng tôi không biết có yêu ai không. Tôi không quan tâm. Chỉ quan tâm khi nào chồng tôi nói với tôi rằng bây giờ tôi thấy là tôi sống với bà không được, tôi yêu người thứ ba, giờ tôi và bà chia tay. Ờ à, vậy thì tôi đồng ý luôn, chứ không cần phải tranh cãi, không cần phải rình. Em không có đi rình các chị nhé, mà em cũng không có ghen luôn. Được ba mặt một lời nói một câu là em giúp cho toại lòng vừa ý, em không có ghen mà em cũng không có rình. Em phải để cho thời gian của em sống tận hưởng một ngày, em sống được một ngày vui vẻ bên người bạn của em sống như vậy thì em luôn luôn thấy rằng người bạn của em là tốt nhất với em trong hiện tại. Các chị hiểu không? Nên là em sống mà em được giải thoát ngay tại trong cái cuộc sống hôn nhân, mặc dù em vẫn có con giống các chị, em còn có con nhỏ hơn các chị ha, nhưng mà em không có khổ. Vì sao? Tâm của em không trói buộc vào nỗi khổ đau thì làm sao khổ đau nó dí vào em được. Nói đơn giản vậy thôi để các chị hiểu. Ai cũng có một cuộc sống giống như nhau, những người phụ nữ cũng cơm ăn nước rót, cũng chăm sóc con cái, cũng yêu thương chồng, mọi người sống như nhau, nhưng mà cái tâm của mọi người phụ nữ trong hôn nhân đều khác nhau. Đó, sống giống em là sướng nhất, tâm giống em là sướng nhất các chị. Em không có một tình yêu buồn, buồn là em bỏ hết rồi chị. Đó, em thiệt, em cũng có nhiều mối tình lắm, nhiều khi mấy chị còn không có nhiều mối tình bằng em đâu, nhưng mà tình cảm của em là em đến đâu là em xong đến đó rồi, em như cái bộ máy vậy, em quên luôn, em không còn nhớ đâu. Đó, em sống vậy khỏe không? Sống với chồng không có ghen, đợi khi nào chồng nói bỏ mình cái mình bỏ luôn, mình gật đầu ừ xong khỏe đó. Mình trẻ thì mình bỏ sớm, mình tạo dựng tương lai, còn mình già thì mình cũng bỏ đi để mình đi tu. Em thì không có sợ là sống một mình không được, còn các chị ấy thì các chị lệ thuộc quá nhiều, các chị thì cứ muốn bám vào người đàn ông. Em không như các chị, đó là cái sự khác biệt giữa em và các chị. Cái này là em nói thẳng chứ em không có nói dóc gì hết á. Em là nói được làm được nha, em là nói được làm được nha, em không phải nói dóc nha. Đó, em cứ như vậy đó, đến khi nào mà em bị phát bệnh ung thư gì đó em cũng sẽ tuyên bố cho mọi người biết là tôi bị bệnh ung thư đó. Ừ, tôi sống như vậy đó. Nên là nhiều người á hả, đang có bệnh trong người hoặc là đang có một cái tâm sự buồn về người đàn ông cũng đừng có suy nghĩ một cách quá tiêu cực. Cuộc đời mình nó đã trải qua những cái giai đoạn mà đẹp đẽ tươi vui mình hưởng hết rồi, chứ mình có phải là thiệt thòi gì đâu. Cơm ngon, rượu say,
trai đẹp, sức đàn ông mình cũng hưởng hết rồi, chứ bộ mình có thiệt hay sao? Đến cái giai đoạn mình không còn hưởng nữa mà mình cứ muốn hưởng hoài hưởng hoài. Trời đất ơi, người ta cũng phải tàn lực, người ta phải kiệt chứ. Xài hàng mà mình xài đến mức mà bòn cho đãi chấu đâu được. Mình xài mấy chục năm rồi, cái hàng nó nhão hư lão hóa rồi, thì mình cũng phải tha cho họ chứ. Họ cũng hết quá trình phục vụ mình rồi. Nghĩ như vậy đi, các chị cảm thấy nó thanh thản hơn. Yêu một người, sống cùng với họ mà lúc nào chị cũng quan tâm đến họ, lúc nào cũng nhìn họ và lúc nào cũng sợ mất họ, khổ lắm các chị. Em đã từng trải qua rồi, em biết rồi. Thế là em rút ra một kinh nghiệm từ đó trở đi, em sống phẻ re đó. Mình quá yêu chồng, mình quá thương chồng cũng là một cái khổ. Rồi mình yêu chồng, mình thương chồng rồi mình có được cái gì không? Mình nhức đầu, mình mất ăn, mất ngủ, thậm chí còn bị khùng nữa. Có nhiều người phụ nữ đến chia sẻ với em là ở trong một trạng thái yêu chồng quá mà ghen tuông không dám nói, riết rồi bị hoang tưởng luôn. Đi đâu cũng ghen tuông hết, bất cứ hành động gì ông làm cũng đều là gian dối hết. Chị sống vậy khổ không? Sống vậy chi? Sống cùng với một người mình rất yêu thương, lúc nào mình cũng nói không có người đàn ông này mình sống không nổi, vậy mà mình không bao dung được, vậy mà mình không thấu hiểu được, mà bản thân mình quá trời là những cái suy nghĩ ấu trĩ và những suy nghĩ sai lầm thôi. Biết đâu mình nghi oan cho họ là sao? Mình thì không dám đi hỏi, hỏi ra sợ cãi nhau, hỏi ra rồi sợ ông nói mình hồ đồ, mà không hỏi thì tức tối, rồi cứ ghim rút trong bụng, riết là hoang tưởng. Ông làm cái gì cũng nghĩ như là ông là người thứ ba hết. Ông đi đâu ra ngoài cũng là người thứ ba, ông là phản bội tôi, lúc nào cũng phản bội tôi hết. Chị sống vậy chi cho khổ? Có bao nhiêu năm tháng sống ở bên nhau nữa, nếu một đời là vợ là chồng, mình hãy xem và tin yêu chồng của mình. Khi mà chị không có bằng chứng thì chị hãy cứ xem là chồng mình yêu mình đi. Chị sống trong cái sự giả dối như vậy mà chị được hạnh phúc, thì tại làm sao chị không tận hưởng hết nó, mà chị lại cứ huyễn hoặc tưởng tượng là chồng chị có một nhân tình khác, làm cho chị cảm thấy đau khổ, đúng không nào? Trời đất ơi, bây giờ em nói thẳng với chị, chồng em mà có ngoại tình đi ra ngoài mà ổng tốt với em, ổng cho em được sung sướng, đi ăn nhà hàng, chăm con cho em, yêu thương em trong cái ngôi nhà của em, là em hạnh phúc nhất đời rồi. Còn ông đi ra ngoài, ôi trời, chim trời cá nước, em hơi đâu mà bắt. Em đâu có nằm ở trong quần lót của ông Hoài, em đâu có nằm dưới háng ông Hoài để đi rình ông, đúng không? Em đâu có rảnh để đi hửi quần lót ông Hoài. Em làm vậy chi cho em khổ vậy mấy chị? Mấy chị nên có cái tư tưởng sống như em để cho nó được nhà. Em bây giờ em nhàn lắm chị. Em không có ghen tua, em không có đau khổ. Khi nào chồng em bảo tôi không muốn sống với bà nữa thì chia tay, có thế thôi. Sống vậy cho nhà. Vậy là các chị sống như vậy mới là khôn. Vì sao? Vì mình sống với chồng của mình, lúc nào mình cũng nghĩ chồng mình thương mình hết. Còn khi nào ông nói tiếng đi rồi lúc đó tính, cũng chẳng đi rình, cũng chẳng có làm gì hết. Ví dụ như có ai đó mà thích chồng mình mà muốn chọc thử xem mình là người phụ nữ như nào. Ví dụ như là các chị đang ở nhà tự nhiên có dòng tin nhắn ấy, chị ơi chồng của chị đã ở với em yêu anh ấy. Trời ơi, mấy bà chắc là nhảy lên, đang tụng kinh niệm Phật chắc là bỏ xô chuỗi xuống luôn, chứ làm gì mà tụng kinh nổi. Máu ghen máu tức sẽ nổi lên, gặp như em trả lời, hoặc là không trả lời luôn. Nếu em trả lời em nói cái chuyện này không liên quan đến tôi. Cái trong câu chuyện tình yêu là câu chuyện của hai người, đâu có người thứ ba vô đây mà phải nói. Nếu mà yêu được nhau thì đâu tìm tốn tôi làm gì. Mà nếu chia tay ấy, thì tự hai người giải quyết, không liên quan tôi. Còn không thì em im lặng luôn. Tại vì mấy cái tạp nham đó biết đâu mà nói. Em là cái người mà của nhiều người biết số điện thoại em nè, mà chưa thấy ai nhắn cho em những dòng tin nhắn đó. Có nhắn em cũng có trả lời như vậy, hoặc là em im. Trời, mấy cái chuyện trên trời dưới đất, nhiều khi người ta thử người ta nhắn tin vào xem mình là cái người có ghen hay không. Người ta chọc mình vậy thôi, để cho mình nổi điên lên vậy thôi. Mình nổi điên là đúng ý họ rồi, hơi đâu mà phải bận tâm hả mấy chị. Đó, sống như vậy đi thì cái tâm của mình mới bình yên được khi mà gia đình mình có chuyện. Đừng có nói là tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Một biến thôi mà còn không chịu nổi, đừng có nói vạn biến, đừng có nói dốc như thế. Sống là phải thực tế. Con người đừng có lý thuyết, sống phải thực tế. Các chị khi mà chồng ngoại tình hoặc là nghi ngờ chồng mình ngoại tình, bỏ ngay cái suy nghĩ tư duy đó đi. Khi nào mà chồng ông về ông nói với mình là tôi muốn bỏ bà thì lúc đó mới tính. Còn cái chuyện mà người ta đi ngoại tình, đi ngoài cái ngôi nhà của bà, không quan tâm. Các chị hiểu không? Các chị đuổi bắt chồng của các chị bên ngoài, không lo bảo toàn lực lượng của mình trong nhà, thì có khác gì là thù trong giặc ngoài đâu. Tự nhiên làm cho hỗn loạn lên, mình không được bình an. Ủa chi vậy? Trong khi đó mình đang được sống sung sướng, mình đang thỏa mãn tất cả mọi thứ về tiền tài, vật chất, tinh thần, tự nhiên lại đi bắt đuổi một con người thứ ba nào đó, xong rồi nó dụ mình ra khỏi nhà, xong mình bắt đuổi nó hồi xong cái nó vô nhà mình nó ở, còn mình văng ra ngoài đường ở. Thế các chị có phải là hữu dũng vô mưu không? Mà lúc đó con người thứ ba nó cười cho các chị thúi đầu, đúng không? Em nói trắng là giọng đời như vậy đó, để cho các chị hiểu vấn đề. Không có việc gì mà phải làm những cái chuyện như thế đó. Cứ sống bình an,
Nếu mà mình có phước về già, không còn lo cơm áo gạo tiền, sống một cuộc đời tận hưởng đi, sáng sớm hít thở khí trời, trưa thì ngồi thiền, hoặc là đọc kinh, niệm Phật, nghe những bộ phim Phật giáo đi. Ngày nào chúng ta cũng nên nghe kinh điển để con người của chúng ta được bồi đắp những cái điều tốt đẹp, để mà khi mà chúng ta mất đi, chúng ta còn có những cái tiềm thức tốt đẹp, để mà chúng ta có một cái sự tái sanh, một cái quá trình đổi xác mới tốt đẹp hơn. Sen là sen, bùn đen là bùn đen, chớ vì bùn sen tanh ngòm mà lao vào tranh cãi. Cái việc người ta làm sai làm xấu, đó là cái biệt nghiệp của họ. Còn mình cứ sống trong cái thế giới tốt đẹp của mình đi. Chớ khinh người ta đen, chớ chửi người ta thối. Mình không chề môi là mình sống vui vẻ, an bình. Đó, mình cứ sống trong thế giới của mình đi. Thế giới của mình, con người của mình thì mình không chăm sóc. Mình không ngồi thiền để lắng động tâm. Mà tâm của mình cứ suy nghĩ hoài đến cái vấn đề là chim cò, rồi quần lót, rồi... chồng mình có ngoại tình không, chắc là chồng mình ngủ với ai đó, rồi chắc là chồng mình mới ngủ với người ta về. Trời đất ơi, đầu của chị là toàn là những cái ám chướng, những cái xấu xa nó tập trung vào cái bộ não của chị. Chị thấy không? Nếu mà sống như vậy, mình trở thành một bà già rất là đau khổ. Mặt mày không được tươi sắc nhuận trường, không có được thoải mái, không có được an lạc. Con người mình nhìn vào lúc nào nó mặt nó sắt lại, giống hệt như là mớ mà kiểu dạng như là chùi nồi á, son chùi nồi nó nhúng nháo với nhau. Mình đã không thay đổi được người, tại sao mình không thay đổi mình? Đó, mình sống tiêu cực, mình sống khổ đau như vậy, mình lại cứ nói ôi sao cuộc đời nó bất hạnh. Bất hạnh hay không là do các chị. Còn em cũng trải qua những cái chuyện giống như chị, nhưng em không có suy nghĩ như vậy. Nên là em khỏe, em không hận thù, em sống em khỏe, em nhẹ não, em ngủ ngon. Em chẳng có phải lo là chồng ngoại tình hay không. Chồng ngoại tình cứ đi ngoại tình đi, khi nào về để báo cho tôi biết là tôi không muốn sống với bà nữa, thì ok, tôi ký đơn ngay cho mấy người ở với nhau. Còn tôi thì đi chùa cho nó khỏe. Tôi một mình thân thông dong, có thế thôi, cho nó nhẹ. Nếu mà không thay đổi được sự việc, thì các chị phải nên có một cái tư duy khác đi, để cho chính cuộc đời các chị được thoải mái. Nhiều khi trong những cái nghịch cảnh đó lại là một cái con đường rất là tốt đẹp cho các chị. Chồng ngoại tình là cái lúc mà mình nên buông, để mà mình nên đi tu là được rồi. Mình đã sử dụng cái món hàng đó mấy chục năm rồi, cái món hàng đó nó già, cái con người đó đã nhão, con người đó đã nát bét rồi. Bây giờ chỉ còn cái thân già bệnh tật, một cái ngọn đèn lắc lư sắp cạn dầu trước gió, mà còn không biết tu hành, cuối đời sắp chết rồi, còn làm biết bao nhiêu nghiệp chướng. Thật là u mê cho một kiếp người, thật uổng phí cho một kiếp người, tội quá đi thôi. Thế nên là các chị phải có cái tư duy thoáng chút xíu. Đời người nó chỉ thoáng qua trong một hơi thở, mai hết thở là lên bàn thờ ngồi rồi. Thì thôi, mình sống ngày hôm nay thì mình biết ơn người bạn đời của mình. Cảm ơn ông, bởi vì sao? Tôi không thấy ông ngoại tình, khỏe. Cho dù ông ngoại tình đâu đi nữa tôi không biết, nhưng mà ông sống với tôi rất là tốt, tôi rất cảm ơn. Chỉ biết là như thế thôi. Sống như vậy cho nó bớt khổ. Biết nhiều khổ nhiều, không biết nó là điều tốt đẹp đó. Thế nên các chị sống như vậy nha, cho nó nhàn. Mình lớn tuổi rồi, mình phải có cái nhìn rộng lớn hơn. Đừng có sồn sồn, ghen tuông, nó không có hợp tuổi đâu. Bây giờ mình lớn rồi, mình sống đầm lại. Yêu thương người ta cũng phải biết yêu thương mình. Yêu thương người ta mà phá đi phước đức của mình, đấy không phải là cách yêu thương. Các chị nhé, rất là cảm ơn mọi người đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những phần chia sẻ khác.